có người nào mà thâu thập chưa, đọc lên coi người nào đâu Dạ có thưa sư phụ ạ. ở đâu, đọc đi, Dạ đây. bao nhiêu, Dạ mấy chúng chục, con mấy à. trăm, mấy ngàn? Dạ chúng con có một vài tin vui, tin khẳng định cũng như là một số cái thể nghiệm của đồng tu muốn chia sẻ với sư phụ ạ. Yeah, tell me, Dạ. nói. Tin vui đầu tiên là của anh Hổ. Hổ đâu, đứng lại coi. Wow. Dạ, anh xin tường trình lại một số cái sự việc mà đi thiện nguyện ở một số nơi như là Đứng chính giữa, đứng ra. đó che hết một hàng. Ôi, chính giữa thôi, đừng đứng. Ok. Dạ, đi ngoài đảo ạ, trên núi tới thăm hội người mù và những nơi nghèo khó. Thì lần này mọi người có đi thêm cái thiện nguyện về thuần chay. Trước khi đi thì chúng con có liên hệ với chính quyền địa phương ở nơi cần hỗ trợ. Họ cho phép chúng con chiếu truyền hình vô thượng sư và những thước phim nói về lợi ích của việc ăn chay cũng như là bảo vệ các bạn thú. Very good. Đồng thời là họ cũng nấu những cái món ăn thuần chay để thiết đãi mọi người luôn. Chính quyền và những người ở đây rất là phấn khởi. Họ khen thức ăn ngon, bổ dưỡng và còn phong phú nữa thưa sư phụ. Trong số đó có người nói là họ sẽ chuyển sang ăn thuần chay. Sau sau cùng thì họ cảm tạ tình thương của Thượng Đế. Và hiện nay cái phong trào mà nấu ăn thuần chay diễn ra đồng loạt tại các tỉnh. Trong đó có một cái ngôi chùa, họ xin chúng ta trợ cấp tivi để mà chiếu truyền hình vô thượng sư hàng ngày cho Phật tử xem thưa sư phụ. Really? Giỏi hả? Nước Việt bây giờ cởi mở, chính phủ hồ hởi, chính phủ tốt. Như vậy có phước báo cho quốc gia và cho đồng bào. À, sư phụ rất mừng. Rồi, tiếp tục. Dạ. Thôi, hổ đi về hang đi. His name is Tiger. So I want to show him. Don't mess with me also. Dạ. Thưa sư phụ kính yêu, con xin phép kể sư phụ nghe một số tin vui. Vừa qua thì đồng tu miền Bắc Âu Lạc được phép của chính quyền đã tổ chức thành công một cái lễ hội thuần chay lớn nhất từ trước tới giờ tại công viên lớn nhất ở thủ đô Hà Nội. Quy mô hàng trăm gian hàng thuần chay với 30.000 quan khách. Điều đặc biệt là trong 3 ngày lễ hội thì chúng con luôn mở nhạc sư phụ và truyền hình vô thượng sư. Lễ hội được đưa tin trên truyền hình quốc gia VTV1 và rất nhiều trang báo lớn. Trong lễ hội thì đồng tu đến tham quan rất là hoan hỷ và họ có thấy cái cục ánh sáng lớn tỏa ra từ gian hàng Love Vinhomes. Thành công, nối tiếp thành công thì nhân dịp Tết Nguyên Đán thì Hà Nội tiếp tục sẽ tổ chức cái Tết Thuần Chay. Rồi sau đó thì tỉnh Hải Phòng cũng tổ chức lễ hội Thuần Chay. Ở các tỉnh của Âu Lạc thì chúng con thường xuyên phát đồ Thuần Chay để quảng bá với người dân và có các hoạt động chăm sóc người vô gia cư. Một việc nữa là qua Tết thì chúng con tiếp tục tổ chức một lễ hội bảo vệ động vật nữa. Chúng con xin cảm ơn tình thương của sư phụ ạ. Cảm ơn quý vị. Như vậy mới đúng là đồng chí, hiểu chưa? Mới đúng là cộng sản. Cộng sản tức là cộng hưởng tài sản. Dạ. Có phải chia ra, chia ra. Phải chia ra, không những chia sẻ tài sản, sức lực của mình mà chia sẻ cả tình thương ha, và những gì mình làm được cho để lợi ích cho mọi người, mọi vật xung quanh. Vậy mới đúng là đồng chí cộng sản. Ai ai. Cảm ơn đồng chí. Rồi, về hưu đi. Người khác. Chính quyền cũng làm chung với mình ha. Dạ, họ cho phép mà sao thưa sư À, phụ? cho phép luôn hả? Cho phép tức là cũng đồng ý hồ hởi đó ha. Hình như Hà Nội từ gió hướng Sài Gòn hay. Dạ, thưa sư Ngộ phụ. ha. Ngộ ha. Hà Nội là cộng sản chính gốc mà ha. Từ từ Hà Nội phát phát lên mà ha. Mà hồi Hà Nội hồi đó giờ có bao nhiêu lần rồi, nghe nói rất là tự do tự tại. Dạ. Ok, Hà Nội bốn, Hà Nội thủ đô ngàn năm văn vật ha. Chắc có cái tinh thần đó chưa, cái tinh thần cao thượng, cái tinh thần
văn vẽ văn hóa đó thấm nhiễm từ trong dòng mẫu rồi, từ lâu rồi, từ ngàn năm xưa rồi. Rồi tiếp tục đi đồng chí. Dạ, tin khẳng định tiếp theo là của đồng tu đến từ Huế. Thời đâu vậy, rã cõi mặt bụi sao? Mạnh giỏi. Đừng qua một bên chút, đừng có trẻ người khác. Rồi cảm ơn. Qua bên kia một chút xíu, chút xíu nữa. Rồi rồi rồi, đừng có đi quá trời. Rồi ok là. Dạ, đồng tu chia sẻ là ngày 14 và 15 tháng 10, hội nghị toàn quốc với chủ đề biểu dương phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được tổ chức tại Huế với sự tham gia của 40 tổ chức, hơn 14 tôn giáo khắp Âu Lạc, các chuyên gia tư vấn và khoa học trong cũng như là ngoài nước. Tại sự kiện này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đưa ra những tiêu chí hành động như là hạn chế rác thải nhựa, trồng cây xanh, ban hành luật chống ngược đãi động vật và ưu tiên giải pháp ăn chay, sống xanh, thưa sư phụ. Chúng con đã đệ trình với Ủy ban Mặt trận Việt Nam là đồng ý tổ chức một cái tiệc buffet thuần chay phục vụ cho 500 thực khách là chức sắc các tôn giáo và đảng viên. Dạ, thưa cảm ơn sư phụ. Cảm ơn mấy đồng chí. Cảm ơn các đại đồng chí. Càng ngày thì tu hành càng tốt, rồi phục vụ nhân loại, phục vụ tổ quốc. Ủng hộ chính phủ như vậy rất là tốt. Ok, có bấy nhiêu đó thôi. Ở trong thì mình tu hành, ở ngoài